Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cuộc đấu quyền lực cung đình đang ở cao trào và hủy hoại niềm tin của dân Ngày 24 tháng 4, VOA Tiếng Việt bình luận vụ phạm Thái Hà, cuộc đấu giành quyền lực đang nóng lên VOA dẫn nhận định của các nhà quan sát cho rằng việc trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bị bắt cho thấy cuộc đấu tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam đang nóng lên và Bộ trưởng Công an Tô Lâm đang có ưu thế. Theo đó, sóng gió quanh vụ bạc dự ông Phạm Thái Hà ập đến với ông Vương Đình Huệ, không lâu sau vụ việc tương tự xảy ra với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Hiện giờ chưa rõ ông Huệ có bị xác định trách nhiệm trong vụ tập đoàn Thuận An hay không, nhưng theo tin từ báo chí trong nước thì ông vẫn thực thi những chức trách của Chủ tịch Quốc hội. VOA dẫn quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà quan sát và nhà bất đồng chính kiến cho rằng nếu cuối cùng ông Huệ cũng ra đi như ông Phúc, ông thưởng trong cùng một nhiệm kỳ thì đó sẽ là biến động chưa từng có trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là cuộc chiến quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện nó đang diễn ra và đang ở cao trào. Ông Lê Trung Khoa, nhà quan sát chính trị ở Berlin tại Đức nói với VOA. Và đây là hình bài trên VOA. Ông Nguyễn Quang A cho biết, ông đã từng gặp ông Huệ vài lần khi ông Huệ còn là tổng kiểm toán nhà nước và đánh giá ông Huệ là người thông minh. Nhưng sau này ông ấy lên làm to hơn, to hơn rất nhiều, quyền lực có thể làm tha hóa con người. VOA cho biết người điều khiển các cuộc điều tra của Bộ Công an nhắm vào ông Võ Văn Thưởng trước đây và trợ lý của Vương Đình Huệ hiện nay là ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Lê Trung Khoa nhận xét, với tình trạng sức khỏe của ông Trọng, người nắm quyền lực lớn nhất là ông Tô Lâm. Do đó, ông Khoa cho rằng, vị Bộ trưởng Công an này đang nhắm đến việc được đảng đặt cách về tuổi tác để cho vào một trong tứ trụ và nhắm đến chức tổng bí thư. Ông Khoa cũng cho rằng, ông Trọng bất lực không thể bảo vệ ông Vương Đình Huệ trước những bằng chứng mà có lẽ ông Tô Lâm nắm rất rõ về việc trợ lý ông Huệ tham nhũng nhận hối lộ. Ông Trọng sức khỏe đã yếu đi nhiều thì không còn khả năng che chắn cho ông Huệ hay có những dàn xếp để ổn định nội bộ của đảng, ông Khoa phân tích. Và đây là hình những lãnh đạo cấp cao nhất của đảng Cộng sản Việt Nam, những người đang trong vòng xoáy của cuộc chiến quyền lực. Tuy phe ông Huệ trong Trung ương Đảng đồng hơn, nhưng các phe phái hiện nay đang đứng trước việc điều tra, xét hỏi và bắt bớ khắp nơi của Bộ Công An, thì tôi nghĩ rằng họ cũng có những cân nhắc nhất định, chứ không phải tìm cách cứu giúp người đồng hương của họ. Ông Khoa nêu quan điểm. Ông Vương Đình Huệ là một chính trị gia nhạy bán, có thể ông ấy thấy nguy hiểm đang đến gần, nên ông phải đi trước một nước, ít nhất là đi thăm Trung Quốc để tìm kiếm cơ hội được sự ủng hộ của Tập cận bình và để ông ta có thể vượt qua trở ngại lần này. Ông Khoa nói. Ông Khoa cũng chỉ ra việc mới đây, Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh đã sang Việt Nam để bàn về cải cách tư pháp và đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Tô Lâm trong lúc cuộc bố ráp của Bộ Công an nhắm vào tập đoàn Thuận An đang diễn ra. VOA nhận xét, sau khi cách chức ông thưởng hồi tháng 3 đến nay, đảng vẫn chưa tìm được chủ tịch nước. Do đó, nếu ông Huệ cũng bị phế trước, thì đảng lại càng căng thẳng về nhân sự. Ông Khoa cho rằng, trong trường hợp đó, đảng có thể sửa quy định chức vụ tứ trụ phải phục vụ hết một nhiệm kỳ bộ chính trị cũng như đảng đã từng đặt cách về tuổi tác cho ông Nguyễn Phú Trọng trước đây. Còn ông Nguyễn Quang A thì cho rằng nếu đảng xử lý ông Huệ, họ có thể lấy đó để ca ngợi công cụ đốt lò là rất hiệu quả, lên đến tận những cấp cao nhất. Nhưng mặt khác, nó sẽ hủy hoại niềm tin của người dân vào các lãnh đạo. Lẽ ra chống tham nhũng là phải làm những việc rất bài bản, để hạn chế những nguyên nhân gốc rễ của tham nhũng, chứ không phải chỉ dừng ở tri tố vụ A, vụ B, vụ C. Tri tố người này lại lòi ra những người khác, ông A nói. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Cuộc đấu quyền lực cung đình đang ở cao trào và hủy hoại niềm tin của dân. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Liệu trật tự mới có ra đời từ đổ nát và hỗn loạn? Ngày 23 tháng 4, AFA tiếng Việt có bài bình luận từ vụ ông Vương Đình Huệ còn gì để hy vọng từ một hệ thống hỏng của blogger Trần Hiếu Trân. Theo tác giả, sinh thời Hồ Chí Minh từng truyền cảm hứng, nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ cuộc kịch chiến trong cung đình Hà Nội hiện nay là biểu hiện rõ rệt nhất của một hệ thống hỏng, một chính phủ làm hại dân. Tác giả cho hay, sinh mệnh chính trị của ông Huệ rõ ràng đang là vấn đề được dư luận ở Việt Nam quan tâm. Nhiều bình luận xoay quanh các phóng sự của AFA và VOA về sân sau của ông Huệ không gây bất ngờ vì các thông tin ấy thực ra đã bùng nổ ngay từ buổi sáng Chủ tịch Huệ bắt đầu chuyến kinh lý Trung Quốc từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 4. Và đây là hình bài trên AFA. Tác giả dẫn lại tuyên bố của cựu chủ tịch nước và cũng là cựu thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rằng các doanh nghiệp nhà nước không chịu đổi mới, đặc biệt là có những anh mười mấy sân sau, đừng tưởng thủ tướng không biết. Mười mấy sân sau là biệt ngữ nói lên doanh nghiệp nào cũng có nhiều trùm cuối chống lưng. Tác giả bình luận, cho nên chuyện chống tham nhũng trong chế độ toàn trị ở Việt Nam là bất khả thi, chỉ là phương tiện để các phe cánh triệt hạ lẫn nhau tất cả dù diễn ra trong hộp đen, nhưng dân không chỉ biết mà còn hiểu rõ mỗi phe cánh đều có đầy đủ hồ sơ bất hảo về nhau. Và không chỉ hiểu rõ, người dân còn nhận thức sâu sắc về sự dối trá cùng cực của hệ thống tư pháp bỏ túi. Tất cả những đại án đều thiếu vắng các bên bị hại. Bởi một lý do đơn giản, bên bị hại chỉ là dân đen, còn những vụ áp, phe kia đều có tính đảng. Tác giả dẫn một bình luận trên báo Người Việt. Bộ Công an của Tô Lâm đã trở thành một thứ kiêu binh tắc quai tắc quái dữ dội, gây oán hận trùng trùng, nhưng không ai dám hé răng phản đối. Quyền hành ở Việt Nam bây giờ thực sự nằm trong tay ông Tô Lâm. Nếu ông Tô Lâm thành công trong việc loại bỏ các đối thủ, độc chiếm chiếc ghế tổng bí thư, đất nước lại rơi vào một giai đoạn tối tăm hơn. Triển vọng một Việt Nam dân chủ, thịnh vượng và hòa đồng với thế giới văn minh xem ra còn xa xôi hơn. Và đây là hình Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tác giả nhận xét trùm cuối của tập đoàn Thuận An mà Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng muốn đánh bật gốc ngay từ đầu đã không kéo cờ trắng một cách dễ dàng như Võ Văn Thưởng. Tôi tin nội bộ rò rỉ sáng ngày 19 tháng 4, Bộ Chính trị họp mà chưa bàn gì đến vụ việc nóng như lửa của ông Vương Đình Huệ. Chiều ngày 19 tháng 4, cũng từ nguồn tin vừa dẫn, Ban Kiểm tra Trung ương chính thức làm việc với ông Huệ về những hồ sơ do C03 cung cấp. Tạm thời ông Huệ phải hủy bớt một số hoạt động chính thức. Lúc này coi như ông trụ được bước đầu, chưa chấp nhận hàng. Nhưng từ một góc nhìn khác, Vương Đình Huệ kiểu gì cũng bại vì sẽ khó đạt được mục đích chiếm ghế tổng bí thư. Mọi biểu hiện khác chỉ là phép thắng lợi tinh thần. Tóm lại, tác giả đánh giá, các phe phái Ba Đình đang chơi nước cờ tàn. Tổng trọng nuôi hy vọng ngồi lại sau đại hội 14 và sẽ được băng hà trên ngai vàng. Đàn em của ông đánh nhau thì cũng để giành lấy các uy quyền tối thượng ấy. Dù Huệ hay Tô Lâm thắng keo này, thì bến thua cuộc vẫn là dân đen. Toàn cảnh kinh tế xã hội đang vào hồi bết bát, mà lãnh đạo chỉ mãi lo đục ghế nhau sát vang. Cuộc tương tàn có thể kéo dài đến tận đại hội thứ 14. Tác giả xót xa hy vọng liệu trò tử mới có ra đời từ đổ nát và hỗn loạn hay không. Nhưng đấy có thể chỉ là ảo tưởng, chừng nào mà người cầm cân nảy mực tới đây chưa có độc lập tính cao, năng lực tự chủ vượt trội. Chưa đến lúc ấy, chính trường Ba Đình khi nào cũng là chiến trường ác liệt. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Liệu trật tự mới có ra đời từ đổ nát và hỗn loạn hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới